Và như các bạn cũng thấy thì khi mà mình đã bỏ những cái quả ổi này lên một chiếc cân có cái trọng lượng tối đa là 2kg thì mình sẽ thấy là nó vừa chạm mức qua lệch cân một tí. Thì rõ ràng một điều, với một cái số ký mà chúng ta cân với một cái chiếc cân truyền thống á, thì nhiều khi nó sẽ không có giới hạn cho mình. Nếu như các bạn muốn cân với những cái trọng lượng lớn hơn thì bắt buộc phải sắm những chiếc cân với kích thước thiệt là to, nhưng mà điều đó thì sẽ chiếm khá là nhiều không gian sống cho gia đình mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta Mobile sẽ cùng giới thiệu cho các bạn một chiếc cân tiểu ly điện tử của nhà Duka S1. Và ngay bây giờ đây thì các bạn hãy cùng với mình tìm hiểu sản phẩm này qua phần intro nhé. Và sau khi mà mình mở hộp ra thì các bạn sẽ có một cái sản phẩm là một chiếc cân tiểu ly điện tử đến từ nhà Duka như thế này. Và chúng ta sẽ cùng thấy được là mình sẽ có một chiếc cân điện tử nè, một cái dây cắm sạc Type-C để các bạn có thể sạc. Và một cái điều nữa là chúng ta có thể một lần sạc duy nhất thôi mà các bạn có thể sử dụng được lên đến 200 ngày, hơn nửa năm cho một chiếc cân điện tử như thế này, khá là ổn luôn. Và bên cạnh đó thì các bạn sẽ có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng khá là đơn giản nữa. Rồi, sẽ cùng nhìn sơ qua về mặt thiết kế của chiếc cân tiểu ly điện tử này. Thì sẽ có một cái màu đen nhìn khá là bắt mắt, sang trọng hơn. Và cái màn hình 2,5 inch như thế này nè, để giúp chúng ta có thể quan sát được cái thông số hiển thị rất là nhanh chóng. Và với một chiếc cân tiểu ly điện tử như thế này thì cái sự sai số nó cũng rất là thấp, nó đâu đó khoảng chừng cộng trừ 0.1 mà thôi. Và các bạn sẽ thấy là bên tay phải của mình đó, sẽ có là 4 cái nút cảm ứng để chúng ta có thể lựa chọn tắt mở nè, điều chỉnh đơn vị đo, cộng hoặc là trừ, chúng ta có thể lưu lại thông tin. Rồi, ngay bây giờ đây thì các bạn hãy cùng với mình cân thử và trải nghiệm thử cái tính năng của chiếc cân tiểu ly điện tử này nhé. Và như các bạn có thấy thì với 4 nút cảm ứng ở phía bên tay phải của chiếc cân điện tử này á, thì các bạn chỉ cần ấn nhẹ ở nút tắt mở. Rồi, mình sẽ thấy ấn vào giữa thì nó sẽ hiển thị lên cái thông số đơn vị đo đầu tiên là gam. Và nếu như các bạn mình có thể lựa chọn những cái đơn vị đo khác nhau như là milit nè, và tiếp theo là đơn vị ký, hoặc thậm chí là những cái đơn vị đo khác như là LP hoặc là đơn vị đo OZ. Và các bạn sẽ thấy là mình đang đo ở đơn vị đo là gam, và mình sẽ thử đặt một cái tờ giấy nhẹ lên thử nha. Một cái tờ giấy mà có thể cân được, quả thật đây chính xác là một chiếc cân tiểu ly. Rồi, 3,8 gram. Và các bạn sẽ thấy là ví dụ như đây là mình đang cầm trên tay là một quả ổi nè, thì mình sẽ đặt để thử xem quả ổi này nó có trọng lượng là bao nhiêu gam nhé. Và rõ ràng các bạn thấy là thông số nó hiển thị rất là nhanh và chính xác, với khả năng sai số trên này cũng không có cao nữa. Và với quả ổi này thì khoảng là 211,5 gram. Và một cái đặc điểm vô cùng đặc biệt của cái chiếc cân tiểu ly điện tử này mà mình rất là thích, nó nổi bật hơn hẳn so với những chiếc cân truyền thống, đó là các bạn mình có thể lưu trữ lại được cái số lần nè, số ký mà mình đã cân, và thậm chí là mình có thể cộng hoặc là thêm bớt, cộng trừ thêm bớt với những cái lần cân khác nhau. Đơn giản nha, các bạn chỉ cần ấn giữ cái nút chuyển đổi đơn vị đo như thế này thôi, ấn giữ nhanh. Đó, nó lưu trữ lại với hiển thị đồng hồ như thế này, thì các bạn chỉ cần để vậy thôi thì nó sẽ thay đổi trọng lượng là 110,1 gram cho mình. Rồi các bạn để cái này ra, xong mình đặt sản phẩm khác lên cân thì nó sẽ thay đổi là, nó thông báo liền cho mình là 95,6 gram. Rồi tương tự như vậy, và mình đặt một quả chuối lên đây 79,1. Rồi xong thì chúng ta sẽ, đó, các bạn sẽ thấy là chúng ta có thể lưu trữ được những cái lần cân khác nhau như thế này, khá là tiện lợi. Và một cái điểm hay nữa mà mình muốn chia sẻ cho các bạn về một chiếc cân điện tử tiểu ly này, đơn giản chúng ta có thể cộng từng lần cân khác nhau. Đơn giản là bạn trước tiên là các bạn chỉ cần, trước khi cân các bạn chỉ cần ấn giữ cái nút này thì nó sẽ hiện thị lên dấu cộng. Rồi mình đặt quả ổi lên, và với lần cân đầu tiên là 221 gram. Tiếp theo mình sẽ cân với cái lần cân thứ hai là 455,9. Và như các bạn thấy rồi đó, vừa nãy thì mình cũng đã chia sẻ hết những cái tính năng và đặc điểm nổi bật
của chiếc cân tiểu ly điện tử đến từ nhà Doka ES1. Và nếu như các bạn nào mà mình đang xem video clip này và thích sản phẩm này thì hãy ghé tại hai cửa hàng của 9843 với địa chỉ là 147 và 149 Nguyễn Tri Phương, với địa chỉ thứ hai là 128 và 130 Hậu Giang, quận 6, để có thể mua ngay về cho mình một cái chiếc cân điện tử với những cái tính năng cũng như là thiết kế khá là bắt mắt này nha. Và mức giá cũng cực kỳ hợp lý nữa, chỉ trên 300.000 đồng mà thôi. Cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi video clip này. Hãy nhớ like, share và subscribe kênh của 9843 để có thể ủng hộ team media cũng như là cập nhật được những cái thông tin của các sản phẩm tiếp theo mà 9843 đang giới thiệu nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.